Sau thành công của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thì sắp tới, Mắt Biếc, một tác phẩm văn học buồn đã làm lay động bao trái tim học trò bởi câu chuyện tình giữa Hà Lan, cô gái có đôi mắt đẹp và chàng trai quê tên là Ngạn, của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, chỉ riêng về nội dung đã hứa hẹn đây sẽ là một tác phẩm đẹp sẽ gây xúc động cho công chúng. Mắt Biếc sẽ do hãng phim Galaxy đầu tư sản xuất, Victor Vũ đạo diễn. Hiện phía nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhà xuất bản trẻ và ekip làm phim đang tiến hành chuẩn bị kịch bản để cuối năm nay bấm máy. Đạo diễn Victor Vũ đánh giá, mắt biếc mang câu chuyện cảm động và dầu chất cine khiến anh rung động và chắc chắn vì đạo diễn này sẽ làm hết khả năng để phim đến được với cảm xúc người xem. Theo một khảo sát mới đây được đăng lên fanpage của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhiều người dùng đã đóng góp ý kiến về việc có hay không nên chuyển thể mắt biếc. Hiện tại có hơn 1,8 nghìn người đã đồng ý chuyển thể thành phim ngoài tiểu thuyết mắt biếc chuyện dài cô gái đến từ hôm qua của nhà văn nguyễn nhật ánh cũng đang được xúc tiến thương thảo bản quyền sách kịch bản để lên phim.